Xin mời xem cảm ứng thi, đoạn thứ 75, cũng là hai câu: thừa oai bức hiếp, túng bạo sát thương. Đây là chúng ta thường gọi là ỷ thế hiếp người, cũng là điều mà bình thường con người rất dễ phạm phải, do không biết. Những việc thế này mà kết thành cái gốc oán thù với chúng sanh, cho nên dẫn đến sự báo thù khốc liệt của đối phương. Hơn nữa, sự báo thù này là đời đời kiếp kiếp liên tiếp không dừng. Cho nên cổ thánh tiên hiền dạy người: khi bạn đang có quyền thế, có địa vị, bạn có uy thế, thì bạn cần biết cách tu phước, biết cách tích phước. Mà không nên ỷ cậy quyền thế để bắt nạt người khác. Bạn xem, họa phước chính là ở trong một niệm. Chúng ta xem Liễu Phạm Tứ Huấn. Tiên sinh Liễu Phạm khi làm tri huyện, huyện Bảo Đệ, lúc này ông có địa vị, có quyền lực. Ông tận dụng quyền lực mà ông có để làm việc tốt, như là giảm thuế. Bản thân ông vốn là phát tâm làm một dạng việc tốt, nhưng chỉ một việc này thôi thì những người nhận được ơn huệ không chỉ là một dạng người, mà là tất cả nông dân trong huyện đều được hưởng lợi ích. Nếu như chúng ta không hiểu đạo lý này mà làm hùng làm hổ, bức hiếp người dân, thì tội nghiệp này chính là quả báo ở địa ngục. Chúng ta từ thí dụ rõ ràng này cần phải phán tỉnh sâu sắc, bình lặng mà tư duy cho thật kỹ. Các hung họa phước đích thực là ở tại một niệm. Chúng ta cũng thấy một số truyền thuyết của phương Tây nói là cuộc đời của một con người kể từ khi được sanh ra thì hoàn toàn đi theo vận mạng của chính mình, cả một đời không thể thay đổi được. Trong những lời dự báo từ xa xưa, chúng ta cũng thường thấy như vậy. Giống như việc diễn kịch theo một kịch bản có sẵn vậy. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi là kịch bản này do ai viết nên? Có phải là do Thượng Đế viết hay không? Hay do quỷ thần sắp xếp? Nếu như đây là sự thật thì con người sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Vì hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của người khác, bị người khác bỡn cợt trêu đùa. Nói cách này nói không thông rồi. Có người đến hỏi tôi cách nói này của phương Tây,
Căn cứ vào điều gì? Tôi trả lời cách nói này của họ là giống như cách nói của Khổng Tiên Sinh trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Khổng Tiên Sinh đã đoán được vận mạng cả một đời của viên Liễu Phàm rồi. Liễu Phàm Tiên Sinh khi đối chiếu từ cuộc sống thực tế của chính mình thì quả nhiên không sai chút nào. Hàng năm ông đi thi và thi đỗ ở vị trí thứ mấy, khi đối chiếu với việc đoán mệnh là không sai không khác. Hàng năm ông được hưởng bổng lộc cũng giống hệt với việc đoán mệnh đã nói, không sai chút nào. Điều này chính là quan niệm về vận mạng. Con người có vận mạng hay không? Có. Chỉ có người mê hoặc mới sống theo kịch bản của chính mình. Trước khi Liễu Phàm Tiên Sinh chưa gặp được Vân Cốc Thiền Sư cũng giống như vậy. Sau khi ông gặp Vân Cốc Thiền Sư, Vân Cốc Thiền Sư đem đạo lý này nói rõ cho ông biết. Kịch bản do ai viết đây? Là do chính mình viết, là do tiền kiếp tạo nên. Vì vậy nhà Phật nói nghiệp lực dẫn dắt. Đây chính là chân lý. Là nhân quả báo ứng. Phật nói rất hay: muốn biết nhân đời trước, xem quả hưởng đời này. Bạn muốn biết đời trước bạn tạo những nghiệp gì, thì chúng ta xem sự thọ dụng ở đời này là sẽ rõ ràng. Sự thọ dụng ở đời này là quả báo. Tiếp theo câu trên là: muốn biết quả tương lai, xét nhân gieo hiện tại. Nếu bạn muốn hỏi tôi kiếp sau sẽ như thế nào, thì trong kiếp này mọi khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật chính là việc tạo nhân của bạn. Nhân mà tốt thì quả đương nhiên sẽ tốt. Do vậy chúng ta đã hiểu ra là trước đây mê hoặc điên đảo, không có sự giáo huấn của thiền tri thức, nên chúng ta sai rồi. Đời này chúng ta rất may mắn gặp được Phật Pháp, gặp được kinh điển. Dần dần chúng ta hiểu được, chúng ta giác ngộ, nên phải cần dũng mãnh sửa đổi những lỗi lầm trong quá khứ. Lúc mê hoặc chúng ta không phân biệt được tốt xấu, cho rằng mọi người đều là người xấu, cho rằng mọi người đều là đối địch với mình. Từ sớm đến tối luôn cẩn thận đề phòng. Sau khi giác ngộ mới biết là mình sai rồi. Mới biết là ngày ngày đều là ngày tốt, người người đều là người tốt. Vậy thì ai là người không tốt? Chính mình là người không tốt. Tôi hoài nghi người khác, tôi đố kỵ người khác, tôi do dự khi đối xử, tôi mê hoặc khi đối lý. Chính mình là không tốt, người ta thì có chỗ nào mà không tốt chứ? Khi bạn vừa hồi đầu thì chính là bạn đã học Phật rồi. Học Phật chính là học giác ngộ. Học Phật chính là học làm người tốt. Khi chúng ta mê hoặc thì khởi tâm động niệm đều là ức hiếp người khác, đều là gây tổn thương cho người khác. Sau khi giác ngộ rồi, chúng ta mới chân thật sám hối. Từ nay về sau luôn luôn nhường nhịn, nhún nhường, trong hết thảy mọi người. Phật là người chí thiện,
Nhãn quan của Phật nhìn hết thảy chúng sanh đều là Phật. Có người nói với tôi, chúng tôi ở Singapore nghe nói rất nhiều, thậm chí còn có người đến tận cư sĩ Lâm để chất vấn cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Những đồ cúng dường cho Phật giáo chúng ta, tại vì sao lại đem đi tặng cho những tôn giáo khác? Giống như chúng ta đã mắc phải lỗi lầm rất lớn vậy. Cư sĩ Lý rất có trí huệ, nên đã giải thích tường tận cho họ nghe, họ mới thấu hiểu. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện có câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Câu này nên hiểu như thế nào đây? Có phải là đối với những người không tin Phật thì ta không độ họ hay sao? Hay là họ tin tôn giáo khác thì ta cũng không độ họ à? Nếu như không cùng quần tộc với ta thì ta không độ họ hay sao? Có phải cách nói này không? Vậy thì cái nguyện này nhất định phải thay đổi rồi. Chúng sanh vô biên chính là không phân biệt quần tộc, không phân biệt tôn giáo. Bạn xem, ngay cả đến những loài động vật, nhà Phật vẫn thường khuyến khích phóng sanh. Bạn vẫn cần cứu chúng. Chúng không cùng một quần tộc với bạn, không cùng một tín ngưỡng với bạn. Còn ở đây, họ vẫn là con người. Vậy thì trong mắt của bạn, những người này còn không bằng với súc sanh rồi. Súc sanh bạn còn giúp được, còn cứu chúng được. Những người này sẽ hỏi, bạn có lòng từ bi hay không? Học Phật đã học đến chỗ nào rồi mà tâm lượng lại trở thành nhỏ bé như vậy? Chính mình cũng biết niệm. Trong chùa thường xuyên đọc Sớ Văn. Đoạn mở đầu của Sớ Văn là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Miệng thì biết niệm nhưng lại không hiểu là ý nghĩa gì. Tâm lượng nhỏ bé như vậy, thậm chí nhỏ đến mức không thể bao dung đối với chính mình. Bạn nói xem có đáng thương hay không? Việc bố thí trong lục độ Ba La Mật của hàng Bồ Tát có giới hạn không? Có phân biệt hay không? Sự quản tu cúng dường trong thập nguyện phổ hiền có phân biệt sai khác hay không? Thường xuyên đọc tụng những kinh điển Đại Thừa này, chúng ta hàng ngày ở đây nghiên cứu thảo luận. Nếu như vẫn còn những phân biệt chấp trước này, vậy thì có thể khẳng định là bạn chưa khế nhập một chút nào đối với Phật Pháp rồi. Không những không thể khế nhập cảnh giới, mà những điều Phật Pháp nói bạn cũng mù mịt không biết gì, bạn cũng không hiểu được. Trong giới kinh Đại Thừa, Phật dạy chúng ta hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Chữ hết thảy nên hiểu thế nào đây? Không cùng quần tộc thì không phải sao? Không cùng tôn giáo cũng không phải hay sao? Vậy thì chữ hết thảy này nó không thông đạt rồi. Có thể thấy chữ hết thảy chính là không phân biệt chủng loại, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo.
chỉ cần là người nam thì liền xem họ giống như cha của mình vậy. Chỉ cần là người nữ thì xem họ cũng giống như mẹ của mình mà hiếu thuận vậy. Chúng ta là đệ tử Phật, tài vật của chúng ta làm sao có thể nói không thể cúng dường những tôn giáo khác, không thể cúng dường những chủng loại khác được chứ? Không thể nói như vậy được. Tâm lượng của Phật sao lại nhỏ bé như vậy được chứ? Sao lại đáng thương như vậy? Thậm chí trong kinh điển của đạo Cơ Đốc, Thượng Đế còn khuyên dạy người thế gian: bạn yêu người thì cũng nên yêu thương kẻ thù của bạn. Bạn xem tâm lượng của họ rộng lớn biết bao. Đệ tử Phật chúng ta so với đệ tử của Thượng Đế kém quá xa rồi. Lỗi lầm này là do chúng ta đã uổng công đọc kinh rồi, hoàn toàn không giải được nghĩa chân thật của Như Lai. Khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp. Niệm niệm đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Chúng ta không cần nói đến quả báo của tương lai, mà quả báo trước mắt sẽ là rất nhiều khổ nạn. Những khổ nạn này là do con người tạo ra. Đôi bên không thể chung sống hòa mục với nhau, không thể nhường nhịn lẫn nhau. Như vậy thì sẽ dẫn đến đấu tranh rồi. Diễn biến tiếp theo của đấu tranh chính là chiến tranh. Dựa vào uy thế của mình để bức hiếp người yếu hơn, cho nên gọi là cá lớn nuốt cá bé. Những tri kiến của thuyết tiến hóa này thực sự có vấn đề lớn rồi. Đã dẫn dắt sai lầm những tư tưởng và phương hướng hành vi của rất nhiều chúng sanh. Lỗi lầm này là rất lớn rồi. Cho nên Phật Pháp nói với chúng ta về nghiệp lực, nói với chúng ta về đạo lý nhân quả, nói với chúng ta về cảm ứng và báo ứng. Đây đều là chân tướng sự thật, là chân lý. Cho nên chúng ta ở vị trí của chính mình trong cuộc sống, nếu có thuận lợi thì nên giúp đỡ nhiều cho tất cả mọi người. Tuyệt đối không có phân biệt chấp trước, như vậy mới tốt. Phật trên kinh giáo thường khuyên bảo chúng ta tích công lũy đức. Mà căn bản của tích công lũy đức chính là giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi, bạn mới có tâm chân thành, bạn mới có tâm cung kính. Người mà chưa giác ngộ thì tâm họ là hư vọng, không chân thật. Sự cung kính của họ chỉ là cảm tình, không phải là chân thật, nên gọi là hư tình giả ý. Trên kinh Địa Tạng nói: khởi tâm động niệm
đều là tạo tội. Chúng ta nghĩ xem, lời nói của Phật Bồ Tát đều là chân thật. Cảm ứng thiên đến đây là một phân đoạn. Câu tiếp theo nói, không biết trân quý vật lực, hay nói cách khác gọi là lãng phí tài nguyên. Điều này là muốn nói cho chúng ta biết những lỗi lầm này. Đoạn phía trên là nói đối với người, thì đoạn tiếp theo đây là nói đối với vật. Cho nên chư vị hãy quan sát kỹ lưỡng những điều mà Thánh Hiền Thế Xuất Thế Gian đã dạy chúng ta. Chúng ta tổng kết lại thì không ngoài việc dạy chúng ta làm thế nào để làm người, làm thế nào để chung sống giữa người với người. Đoạn tiếp theo là dạy chúng ta loài người làm thế nào để chung sống với vạn vật, với đại tự nhiên. Con người làm thế nào để chung sống với thiên địa quỷ thần. Thiên địa quỷ thần chắc chắn không mê tín. Tuy là người trần mắt thịt, chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta biết rõ là chúng ta không sống trong cùng chiều không gian với họ. Chúng ta sống trong không gian ba chiều, còn họ có thể sống trong không gian bốn chiều, năm chiều, sáu chiều, hoặc giả là chiều không gian sống cao hơn nữa. Chúng ta không nhìn thấy họ, nhưng họ ở chiều không gian cao hơn là nhìn thấy chúng ta. Và ngược lại, sống ở chiều không gian thấp hơn chúng ta thì họ không nhìn thấy chúng ta. Cho nên người xưa thường nói, trên đầu ba thước có thần linh. Đó chính là những chúng sanh ở những chiều không gian khác nhau. Chúng ta làm thế nào để chung sống cùng với họ đây? Chúng ta không nhìn thấy họ, không nghe thấy họ, không tiếp xúc được với họ, nhưng chúng ta biết là có sự tồn tại của họ. Chúng ta dùng tâm chân thành, tâm cung kính, tâm bình đẳng để mà lễ kính họ. Không chỉ là lễ kính mà còn tán thán. Những chúng sanh sống ở chiều không gian cao hơn chúng ta, phước đức trí huệ của họ đều cao hơn chúng ta nhiều. Rất đáng để cho chúng ta tán thán, rất đáng để chúng ta học tập. Cho nên Phật trong lục niệm dạy chúng ta niệm thiên. Trong đó niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là niệm Tam Bảo. Còn lại là niệm thiên, niệm giới, niệm thí. Thiên đạo cần tu thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo. Người cõi trời tu từ bi hỷ xả. Cho nên niệm thiên là niệm thượng phẩm thập thiện, niệm từ bi hỷ xả. Chúng ta niệm niệm đều làm theo và học tập họ. Đó mới là chân thật tôn kính, lễ kính và tán thán. Lấy sự tu đức của chúng ta hồi hướng cúng dường. Chúng ta lấy cái gì để cúng dường đây? Bản thân chúng ta tu dưỡng rất tốt thì chính là sự cúng dường đối với họ. Phổ Hiền Bồ Tát nói, như giáo tu hành chính là cúng dường. Khi ba mối quan hệ này làm tốt, rất rõ ràng, rất minh bạch, làm được rất viên mãn, thì thiên hạ sẽ thái bình, thân tâm an lạc.
phiền não tự nhiên sẽ không sanh, trí huệ tự nhiên sẽ tăng trưởng. Vậy thì tại vì sao phải tạo tác ác nghiệp chứ? Đối đãi với tất cả người phải đều dùng tâm cảm ơn đội đức. Người có ân huệ với mình, ân huệ của một bữa cơm, ân huệ của một ngày đón tiếp, thì cả đời đều không quên. Thời thời khắc khắc đều có tâm báo đáp, như vậy mới tốt. Khi người khác nhục mạ ta, hãm hại ta, nhất định không được để ở trong lòng, phải đem điều đó quên thật sạch sẽ, thì chúng ta mới thật sự thể hội được là người người đều là người tốt, người người đều là Phật Bồ Tát. Thánh hiền thế xuất thế gian là dạy chúng ta làm như vậy. Thời thời khắc khắc luôn biết nhẫn nhượng, tuyệt đối không được có ý hoặc vô ý gây tổn hại cho người khác, gây tổn hại cho vạn vật. Không những không được gây tổn hại cho người, mà đến hoa lá cỏ cây cũng không được gây tổn hại. Điều này chính là đạo làm người mà Phật Bồ Tát và Thánh Hiền đã dạy chúng ta. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây. A-di-đà-phật.